Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn Logistics với khu vực châu Âu, châu Mỹ 2022 nhằm cung cấp tổng quan về tình hình trao đổi thương mại khu vực châu Âu, châu Mỹ trong thời gian qua, triển vọng và thách thức trong thời gian tới, để từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Logistics trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, ngành logistics Việt Nam hiện đã có những bước tiến đáng kể là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất với mức tăng trưởng trung bình 14 đến 16% mỗi năm, đóng góp vào GDP từ 4 đến 5%. Để có cái nhìn đa chiều về tình hình các tuyến vận tải đi khu vực châu Âu, châu Mỹ, tại diễn đàn này, Bộ Công Thương đã mời các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics, xuất nhập khẩu chia sẻ về những kinh nghiệm, cơ hội và thách thức mà ngành logistics Việt Nam hiện đang đối mặt theo thứ trưởng đỗ thắng hải các giải pháp logistics được đưa ra tại diễn đàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính bền vững nâng cao tính chống chịu của chuỗi cung ứng cũng như nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp mở ra cánh cửa cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của việt nam